Tụi mình xem đi. Minh Nhiên, vô tắm rửa nè con. Minh Nhiên à, đâu rồi? Ủa Minh Nhiên, dạ. Con ở đây mẹ kêu không trả lời vậy hả? Mẹ kêu. Ủa cái gì vậy? Mẹ dặn bao nhiêu lần rồi? Ai cho con chơi mấy cái này? Dạ không phải mẹ ơi. Không phải cái gì? Con có biết là trong đây biết bao nhiêu là vi khuẩn không hả? Chơi là con bệnh rồi sao? Nhưng mà không phải là con đi vô con... nhà tắm rửa cho mẹ, đi luôn. Nhanh lên. Trời đất ơi, cái gì mà hai mẹ con sùm vậy, cái gì vậy con? Ba ơi, lúc nãy con muốn chồng coi đến làm nông dân mà mẹ không cho con. Rồi từ từ, cái gì đâu có ba ở đây. Nè em coi đó, suốt ngày cứ nghịch mấy cái này hoài à. Trời ơi, thì nó con nít mà em, con nít nó chơi đất chơi cát xíu có gì đâu. Anh sao vậy, chơi cái này rồi vi khuẩn vô rồi bệnh con rồi sao? Em nói vậy con mình biết mà, không nó khỏe quá thì khỏe mà vi khuẩn cái gì không biết, đúng không con? Dạ. Đó. Em mệt anh quá. Hả? Con mình là mấy con hàng xóm vậy đó. Nói ghê vậy. Nào ông binh con hết à. Ủa, mẹ con trồng cây mà sao mẹ la cả con với ba luôn. Thôi mệt quá, tại cô trồng cây mà tôi bị la nè. Dọn dẹp đi. Em ơi, nghe anh giải thích nè. Không phải anh định nói vậy đâu. Chị xin lỗi em nha, tại vì chị không cho em ăn đất được. Mẹ chị không cho, mà em buồn chị cũng buồn lắm chứ bộ. Còn con chó này cũng buồn mà, đâu phải một mình em buồn đâu. Chị á, còn muốn gieo hạt lắm chứ bộ. Ước gì ông tiên cho mình quý một mảnh đất luôn để chị gieo hạt đó. Nhưng mà trên đời này đâu có ông tiên đâu, mà mẹ chị cũng đâu có cho chị gieo hạt đâu. Tại vì á hả, mẹ chị sợ chị bị bệnh. Chán quá. Gì vậy? Gì trời? Anh, sao nay làm về sớm vậy? Đừng hỏi anh, hôm nay anh có một sứ mệnh rất quan trọng cần phải hoàn thành. Đừng hỏi anh nhiều quá. Cái gì vậy? Cái gì nói mà to tát quá vậy? Đừng có hỏi anh, hỏi bọn anh nói bây giờ. Đừng hỏi anh, bí mật ha. Wow. Ông bột cho cô bé nhân hậu. Yeah, vui quá đi. Con cảm ơn ông bộ. Vậy là từ nay sắp tới có vườn rau rồi. Yeah. Minh Nhiên à, từ từ té nha con. Dạ con biết rồi. Ông bột đã thực hiện ước mơ của chị rồi. Từ nay sắp tới các em không còn buồn nữa đâu. Minh Nhiên à, té nha con. Dạ mẹ. Phá gì nữa vậy? Dạ không có gì. Em, con nó còn nhỏ, em cứ khắt khe với nó hoài là sao vậy? Để cho nó đi chơi thoải mái đi, có sao đâu. Khó khăn quá cũng không mới được đâu. Ở nhà nha, đi uống cà phê á. Ê, đây nè, gì vậy? Khắc khe quá không có được đâu. Đúng là cha nào con nấy mà. Vui quá trời luôn. Cuối cùng các em cũng đã chịu nổi mầm rồi. Mấy bữa nay ở trong đất chắc buồn lắm, đúng không? Từ nay sắp tới chúng em sẽ không bị buồn nữa đâu. Mỗi ngày chị sẽ qua thăm chúng em và tưới nước cho chúng em. Minh Nhiên à, vô ăn cơm con. Dạ mẹ.
Thôi bây giờ chị phải đi rồi. Bye bye các em nha. Ngày mai chị sẽ ra thăm các em tiếp. Cơm đi con. Minh Nhiên, tới giờ cơm rồi sao để mẹ gọi hoài vậy? Dạ, con chơi với cháu Bông mẹ. Chơi thì trong phòng chơi đi, sao phải ra ngoài sân chơi? Con cho cháu Bông thống mát và ngắm cảnh với con mà mẹ, chứ con đâu có làm gì đâu. Bây giờ mẹ nói cãi phải không? Thôi đúng rồi, lâu lâu phải cho cháu Bông ra ngoài sân đúng dạ. không? Chứ sao mà nó ở trong phòng á, mình phải tập cho nó quen ở ngoài chút xíu. Rồi, 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 ăn cơm, hiểu rồi. Hai cha con đó nha, suốt ngày hùa nhau chống lại mẹ không à? Dạ, có hiểu mẹ. Ba đó mà ba cũng binh con hết vậy. Anh có làm cái gì đâu, đúng không con? Dạ. Ăn đi. Ăn cơm đi, đây, mẹ bới. Dạ, cảm ơn mẹ. Đó, đó, thấy chưa? Mưa lớn tới nơi rồi đó. Cây của con. Cái gì? Ngồi đi. Sấm sét ngoài đó đó ra rồi đánh nguy hiểm nha. Ngồi đi, để tôi lo. Dạ. Nè, ăn cơm đi. Dạ, cảm ơn mẹ. Rồi đây, để em đây đi. Khỏi sợ mưa gió gì hết á. Chưa có mưa mà ướt cái gì? Cái gì vậy hả? Thì nó ươm mấy cái cây hồi lúc mà nó đi nông trại về đó. Ươm trồng lên. Nó mà sợ em la cho nên nó giấu đó. Trời đất ơi, sao anh biết? Anh không nói em. Nói em rồi em la nữa, em đã không cho con trồng cây rồi. Mà nè, nó trồng cái cây bí này nha, là để lấy trái đưa cho em nấu canh đó. Chứ để em phải đỡ phải đi chợ, hiểu không? Con nó vậy mà cứ la nó hoài đúng không con? Dạ đúng. Con gái. Dạ. Sao con trồng cái này con không nói mẹ để mẹ hiểu lầm con vậy? Dạ, tại vì á ha, bữa trước á con đang trồng cây, cái mẹ con không cho, tại con phải trộn hai cát lại con mới trồng cây được. Còn nếu không con đâu có trồng cây lại được nữa đâu. Mẹ hả? Ok, ăn cơm thôi. Ha, hiểu rồi. Trời hiểu ơi, rồi. Mẹ hiểu rồi. Mẹ xin lỗi nha. Dạ. Ăn cơm đi. Dạ. Tôi chồng phụng nó đó. Anh nữa, em chưa nói anh đó. Dạ, con chồng cái sao cái này. Rồi sao bí nó lên. Từ từ vậy, ăn đi. Dạ. Mai tôi sang cái chậu bự. Ăn đi. Cảm ơn đi. Ăn cơm đi con.